Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vào lúc 21 giờ 20 phút ngày 13 tháng 9, một vụ lở đất xảy ra tại hệ tầng Chagu của làng Pingji, thị trấn Zichang, quận Sucheng, thành phố Lipasui, tỉnh Quý Châu. Sau 24 giờ chiến đấu liên tục, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm và cứu được 24 người, trong đó 11 người sống sót, 13 người thiệt mạng và 32 người vẫn mất tích. Khoảng 11 giờ 40 phút đêm ngày 13 tháng 9, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Trung tâm Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp quốc gia. Chúng tôi lập tức trang bị máy dò sự sống, máy dò camera và các thiết bị khác đến hiện trường lúc 5 giờ ngày 14 tháng 9 để bắt đầu cứu hộ. Đội trưởng đội cứu hộ khẩn cấp bom mìn quốc gia Gu Zhong cho biết, quân đoàn cảnh sát vũ trang Quý Châu và đội giao thông số 2 của một cục cảnh sát vũ trang đã tấn công bằng nhiều cách, xông lên tuyến đầu trong đêm đầy sao và phối hợp với các lực lượng cứu hộ địa phương khác bắt đầu ngay công tác cứu hộ. Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia đã điều động đội cứu hộ y tế khẩn cấp quốc gia do Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Châu xây dựng. Trong đêm, đã đến nơi xảy ra thảm họa vào sáng sớm ngày 14 tháng 9 và nhanh chóng tiến hành cứu chữa những người bị thương. Đồng thời, họ đã cử 3 chuyên gia y học với nhiều trang thiết bị hiện đại được khoa phẫu thuật thần kinh và trình hình của Bệnh viện Nhi Bắc Kinh đến hiện trường mở rộng công tác cứu hộ. Các lãnh đạo chính của tỉnh ủy Quý Châu và chính quyền tỉnh đã vội vã đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Sở Chỉ huy ứng cứu khẩn cấp tại chỗ đã điều động đầy đủ lực lượng cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai ứng cứu. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý khẩn cấp đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ cho Quý Châu để cứu hộ và cứu trợ thiên tai, bao gồm các ứng phó khẩn cấp như tìm kiếm và cứu hộ nhân viên sau thảm họa, điều tra các mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh và sơ tán khẩn cấp nhân viên. Sau khi phóng viên đến hiện trường qua đêm, họ thấy rằng bất chấp trời mưa, các nhân viên cứu hộ như lính cứu hỏa và nhân viên cứu hỏa của mỏ đã lội lên bùn để tìm kiếm dấu hiệu của sự sống. Và nhân viên từ các bộ phận y tế, cấp cứu và giao thông vận tải cũng có mặt tại hiện trường. Giao thông tại hiện trường ổn định, người dân được sơ tán nhanh chóng, công tác cứu hộ diễn ra suôn sẻ. Thảm họa sạt lở đất đã gây ra mất điện trên mạch 1 và 2 của trại gà 10 kV. Cục cung cấp điện Lipansui của lưới điện miền Nam Trung Quốc đã hành động nhanh chóng để đảm bảo rằng các khu vực cứu hộ và tái định cư tạm thời có điện năng tiêu thụ bình thường. Một khó khăn nữa là lực lượng cứu hộ gần 1.000 người đã phải căng mình chiến đấu liên tục tại hiện trường suốt 24 giờ qua. Lei Bang Yuan cho biết hiện tại hơn 20 máy xúc lớn, hơn 10 phương tiện vận tải lớn, hơn 100 phương tiện cứu hộ khẩn cấp các loại, hơn 100 lều trại, thực phẩm, thuốc men và các vật liệu cứu hộ khác đã được đưa tới phục vụ cho các hoạt động cứu hộ tại chỗ. Những người được cứu đã được điều trị đầy đủ trong bệnh viện. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Lipansui, phóng viên nhìn thấy người dân làng Mao Chang Sui đang được điều trị. Anh này cho biết, khi vụ lở đất bắt đầu, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm. Ngay sau khi tôi chạy ra khỏi nhà, thì ngôi nhà bị sập, xương sườn bên phải, hai là đầu và tay cũng bị thương. Con trai cũng bị thương nhẹ. Ở ngoài hiện trường, Mao Trường Xuân kiên quyết tự mình bước đi. Gia đình là hy vọng của tôi và tất nhiên tôi sẽ kiên trì. Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin Trung Quốc đang chuẩn bị cho một mùa lũ lớn với 87 con sông đã vượt mức cảnh báo. Trong khi đó, cơ quan khí tượng của quốc gia này cảnh báo sự nóng lên toàn cầu đang khiến thời tiết ngày càng khắc nghiệt hơn. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mặc dù tổng thể lượng mưa năm nay vẫn thấp hơn khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng lượng mưa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây. Bộ này cho biết thêm, mực nước trên sông Dương Tử và các phụ lưu của nó dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa trong tuần tới, đồng thời cảnh báo về những trận lũ lớn sẽ xảy ra tại Trung Quốc. Một số trạm quan trắc cũng cảnh báo mưa lớn ở thượng nguồn đã khiến mực nước ở đoạn sông Dương Tử đi qua thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc đã cao hơn 2,5 m so với mức bình thường ở thời điểm này trong năm. Phó Giám đốc Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc Jia Xiaolong cho biết, sự nóng lên toàn cầu đã khiến Trung Quốc ngày càng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, trong đó có nắng nóng gay gắt và lũ lụt. Vừa qua, một trận mưa lớn, mưa đá và gió mạnh bất ngờ ập đến trong khi cuộc đua marathon ở tỉnh Cam Túc phía Tây Bắc Trung Quốc đang diễn ra. Cũng trong tháng này, một cơn lốc xoáy tấn công Vũ Hán và một cơn lốc xoáy khác ở tỉnh Giang Tô ven biển phía Đông đã khiến 16 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trước đó, vào mùa hè năm ngoái, lượng mưa đạt mức cao thứ hai kể từ năm 1961
gây cảnh báo lũ lụt trên các sông và hồ lớn và khiến mực nước tại đập Tam Hiệp khổng lồ tăng gần đến mức tối đa. Theo số liệu thống kê, trong năm ngoái, lượng mưa trên cả nước Trung Quốc ở mức gần 760mm, cao hơn 13,3% so với mức trung bình và tăng 7,9% so với năm trước đó. Lượng mưa năm ngoái cũng tăng gấp 2 lần ở một số khu vực miền Trung và Đông Bắc Trung Quốc so với một năm trước đó. Quý vị thân mến, báo cáo của khoa y trường đại học John Hopkins Bloomberg Mỹ đã đi đến kết luận trên. Mặc dù các cơ quan chức năng Trung Quốc khẳng định hiện nay thảm trạng này đã được cải thiện bằng nhiều chính sách bảo vệ môi trường, thế nhưng theo ông Wang Weilu, một chuyên gia Trung Quốc nổi tiếng về tài nguyên nước và thủy điện, thực tế cho thấy tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Vị chuyên gia này cho biết một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm là chủ trương xây hàng loạt đập nước và nhà máy thủy điện trên các dòng sông, hủy hoại khả năng tự làm sạch của mặt nước. Có thể nói, sự cố cá chết nổi lềnh bềnh nhiều cây số trên sông Tân Hoài ở thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, mà đài truyền hình tỉnh này đưa thông tin hôm vừa qua là ví dụ điển hình. Thời tiết nắng nóng khiến cá chết thối rữa rất nhanh, mùi hôi nồng nặc suốt dòng sông khiến người dân bức xúc và chính quyền địa phương lúng túng trong việc đối phó. Hàng ngày đều có người chèo thuyền vớt xác cá chết nhưng không xuể. Xác cá trôi ra tới biển cộng với rong rêu và rác thải gây bất an về mặt an toàn vệ sinh cho cư dân. Một quan chức thuộc Văn phòng Tài nguyên nước Nam Kinh giải thích, cá chết do ngập lụt ở thượng nguồn và mức chênh lệch nhiệt quá cao giữa các khúc sông. Cách giải thích trên được cho là thiếu thuyết phục vì xưa nay, chính quyền địa phương luôn né tránh nguyên nhân thực tế là ô nhiễm công nghiệp. Tình trạng cá tôm chết từng xảy ra liên tục trong 2 năm 2013-2014 và nhiều năm trước đó, chủ yếu do chất thải từ các nhà máy hóa chất dày đặc ven sông. Tân Hoài là một nhánh của sông Dương Tử và điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc. Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc trích dẫn thông báo về tình trạng môi trường nước này nhận định rằng gần 2/3 nước ngầm và 1/3 mặt nước không an toàn cho người dân. Đây là những con số gây sốc thật sự. Theo báo cáo này, có khoảng 280 triệu người Trung Quốc đang sử dụng nước uống không an toàn và 250 triệu cư dân sống gần các nhà máy đổ chất thải không theo quy định. Đầu năm, Trung Quốc đã lấy mẫu nước sạch của 29 thành phố lớn và trung tâm đem xét nghiệm về mặt an toàn vệ sinh. Kết quả cho thấy gần phân nửa không đạt một hoặc nhiều chỉ tiêu. Tuần báo Oriental Outlook của hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết có đến 100 triệu người Trung Quốc uống nước nhiễm chất thạch tín, arsenic, fluoride và iodine. Do sử dụng nguồn nước nhiễm các hóa chất này trong nhiều năm nên có 21 triệu người lâm bệnh hiểm nghèo và 87 triệu người khác có nguy cơ mắc bệnh nan y. Báo cáo kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Thanh Hoa cảnh báo rằng mặt nước sông Hồ ở Trung Quốc chứa 68 loại kháng sinh và 90 loại hoạt chất dược phẩm không kháng sinh, cao hơn nhiều so với cấp độ quốc gia ở Mỹ và châu Âu. Trên sông Châu Giang, Hoàng Phố và một số con sông khác, tần suất phát hiện tồn dư chất kháng sinh là 100%. Năm ngoái, viện sĩ Jong Nansan, Viện Hàn Lâm Công nghệ Trung Quốc đã lên án nền công nghiệp thủy sản trong nước lạm dụng thuốc kháng sinh. Trên vài con sông của tỉnh Quảng Châu, tồn dư chất kháng sinh cao gấp 10 lần so với chỉ tiêu nên uống nước không khác gì uống kháng sinh. Bằng thống kê của Bộ Giám sát Trung Quốc cũng có những con số đáng sợ. Theo đó, hàng năm có đến 1.700 sự cố ô nhiễm nước. Tháng trước, sông Long Giang, tỉnh Quảng Tây bị ô nhiễm kim loại nặng nghiêm trọng. Một tháng sau, chính quyền đã bắt 7 người thuộc các doanh nghiệp tỉnh nghi xả chất thải công nghiệp trực tiếp xuống sông. Hai tháng sau, thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô nhiễm chất phenol từ sông Dương Tử. Cũng tại tỉnh này, nguồn nước uống thành phố Lan Châu bị ô nhiễm trầm trọng. Đầu năm nay, tạp chí chuyên ngành của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đăng báo cáo chất lượng nước ngầm của 2.103 giếng nước do nhà nước quản lý, cho thấy 80,2% nước ngầm bị ô nhiễm cấp 4 chiếm 32,9% và cấp 5 chiếm 47,3% do chất thải công nghiệp không thể uống cũng không thể dùng trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, báo cáo của Viện Hàn Lâm Khoa học Địa chất Trung Quốc xác định tại miền Bắc có đến 73% nước ngầm sâu bị nhiễm cấp độ 4 và 5, tức không thể uống. Đây là những dữ liệu rất đáng lo bởi 70% dân số Trung Quốc và 400 trên 660 đô thị ở nước này uống nước ngầm. 80% nước sinh hoạt ở Hồng Kông lấy từ sông Đông Giang, một chi lưu của sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông. Người dân xứ này cũng ăn rau quả nhập khẩu từ Trung Quốc. Hai thứ này đều không an toàn cho sức khỏe cộng đồng, khiến các thành viên Hội đồng lập pháp Hồng Kông không khỏi lo lắng, nhất là bà hội đồng Wang Pingguan, Ủy viên Ủy ban An toàn thực phẩm của LECO. Năm trước đó, đem các mẫu nước ở trạm lấy nước từ sông Đông Giang đi xét nghiệm, kết quả cho thấy hàm lượng đồng trong các mẫu đều vượt quá tiêu chuẩn 60%.
hàm lượng chất PFC dùng để làm chảo và vải chống dính cũng được tìm thấy trong các mẫu nước. Bà Gông kết luận, nếu nước sông Đông Giang bị ô nhiễm nghiêm trọng thì đó sẽ là một thảm họa cho Hồng Kông. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!